Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Trần Thảo An Khang, Thảo Audio Bình Dân. Hôm nay thì em mới sưu tầm được một đôi loa khủng to mặt vả luôn nha quý vị và các bạn. Và đây đang tới nhà em, và em sẽ quay clip em khui đôi loa này ra cho quý vị và các bạn chiêm ngưỡng lúc khui hàng. Và khi mà khui xong thì em sẽ quay clip cận cảnh và báo giá cho quý vị và các bạn đôi loa này nha. Bây giờ bí mật nó trong đó chưa biết có loa gì, bây giờ mình sẽ khui cắt hàng nha quý vị và các bạn nha. Nhưng mà lúc mình đóng gói thì mình đóng rất là cẩn thận, có đưa hai lớp, lớp trong và lớp ngoài luôn. Cái một chút cũng được, không thấm được cái trong đâu. Cái gì á? Quý vị và các bạn đã thấy chưa? Đây là một cục lò rất là khủng long. Trước tiên là thương hiệu của nó đây, Chiều ha. Kích thước nó rất to nha, gần bằng lò CBL, gần bằng lò JBL 4344 luôn đó. Em thấy là kích thước là tương đương rồi đó. Đây, kiện của nó đó. Bây giờ tạm thời tới đây thôi. Mình thấy, mình khui ra mình thấy tuy là nó mắc mưa ẩm ướt ở ngoài, nhưng mà ở trong nó không bị ảnh hưởng, là thấy quá ok. Cảm ơn Thượng Đế. Rồi đến đây video mình sẽ kết thúc, tạm thời kết thúc video để mình khui ra hết, rồi mình sẽ quay chi tiết cận cảnh cho quý vị và các bạn xem luôn, báo giá cho quý vị và các bạn luôn nha. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những cái video clip mới nhất của em và những món hàng mới nhất mấy đem về luôn nha quý vị và các bạn. Dạ vâng, em xin kính chào quý vị và các bạn.